Hello, chào cả nhà. Hôm nay Chính chia sẻ, Chính nấu nồi cháo. Cháo hột vịt lộn, nấm dơm, thắt lát, tôm. Đây, 800g thắt lát. Đó, thắt lát. 300g tôm bóc vỏ, 300g nấm dơm, 3 củ cà rốt, nửa ký gạo mình đã ngâm nước rồi, 20 hộp vịt lộn, 1 kg lô cá nục mọng, kho nước mía, cà chua thơm, kho thơm, cà chua nước mía, cháo hột vịt lộn, thắt lát ăn kèm rau má. Bây giờ Chính bắt tay vào bếp nha. Mình bỏ trứng vô. Nồi cháo này ngọt lắm nha cả nhà, ngọt mà bổ dưỡng, thanh mát đó nha. Hột vịt lộn ăn rất là bổ. Giờ mình cho gạo vô đây luôn nè. Gạo mình cũng đã ngâm mà, mình không có rang. Mình thích ngâm nấu nó có nhựa hơn, rang nó không có nhựa. Mình xắt thơm ra. Hai củ hành tím luôn. Một ít ớt luôn. Cá biển là phải kho có ớt, không ớt tanh lắm. Bỏ vô mình xay luôn. Rồi xay tiếp tục. Đó, đã nhỉ. Mình cho vô cá nục nè. Đây, cá nục mình đã sắp rồi nè. Mình cho vô đây luôn. Mình bỏ tôm vô đây, mình xay luôn nha. Đây, tôm. 300g tôm bóc vỏ. Mình cho một củ hành tím vô. Tôm với thắt lát, lát mình viên lại. Một ít hành ngò. Cho nó thơm. Bỏ cho mình giam thắt lát mình nhồi nè. Giờ mình bỏ cho mình xay chung với tôm luôn. Tôm thắt lát mình viên là mình bỏ vô cháo nha. Một ít muối. Nửa muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng cà phê đường. Một muỗng bé bột ngọt. Một muỗng cà phê tiêu xay. Một ít mỡ cho nó béo. Bắt đầu mình xay. Ok, nhanh lẹ. Cái nhà thấy nó dai ghê cái nhà.
chút là mình viên bỏ vô cháo nha. Bây giờ mình nêm cái nồi cá. Cà chua thơm, kho vô rất là thơm biệu nha. Giờ mình cho vô 2 muỗng cà phê nước màu. 1 2 nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng thôi quên nữa, 2 muỗng canh nước mắm, 1 2 muỗng canh nước mắm, 10.000 nước mía nè cả nhà, cho hết vô luôn cho nó ngọt tới chỉ luôn. Hai muỗng bé bột ngọt 1, 2 đó. Bắt đầu mình kho nha. Có nhỏ em dâu phái ăn cá biển thì nên nhìn em mình kho hoài, kho gì mà kho vàng, kho rụt xương luôn á. Trời ơi, từ nãy giờ chưa mở ra, bánh nó nộp dịch nãy giờ sao chưa sôi. Nấu quá lâu mà sao chưa sôi đó. Giờ hộp dịch chín mình cho hộp dịch ra nha. Giờ mình bỏ thắt lát nha nha. Thắt lát dài quá dài. Tôm thắt lát mình viên rồi nè. Mình viên nhỏ nhỏ mình bỏ vô cháo. Mình đã thành công nồi cá nha cả nhà. Đó, mình cho miếng hành vô cho nó đẹp mắt nha. Mình đã thành công nồi cá, tắt lửa nồi cá. Cái nồi cháo nó quá sôi nè. Đó, mình cho tôm viên nè. Bớt lửa nè. Thắt lát nó bền bồng luôn. Không thấy cháo mà thấy thắt lát nè. Tôm viên thắt lát ok luôn, mình viên sẵn cho vô luôn. Vét vô hết luôn thì nó ngọt, nó thắt lát rồi, tôm nó ngọt lắm nha nhà, và nấm dơm nữa nè, tới nắp tới chỉ luôn. Đầu mình xào củ cải nấm dơm nha. Giờ mình cho tỏi băm vô, cho hết vô luôn, phi luôn cho nó thơm luôn. Cho tỏi nó sén mặt, sén cạnh nó thơm, cái mình cho củ cà rốt nấm dơm vô mình xào. Giờ tỏi thơm rồi nha, quá thơm luôn, bốc mùi thơm luôn. Cà rốt vô, cho nấm dơm vô luôn. Còn mấy quài này bỏ hả? Mình đang bỏ vô cháo cho bỏ. Mình cho gia vị vô luôn. 2 muỗng cà phê hạt nêm. Một ít đường.
một ít bột ngọt. Cho cái nấm nó săn chắc nó thấm vào vậy cho nó đậm đà. Bây giờ cháo cũng nhừ dữ lắm rồi, mình bớt lửa này. Quá xá đầy. Giờ mình nêm cái nồi cháo luôn nha. Quá đầy. Giờ mình cho cà rốt nấm dơm vô luôn. Đầy quá, mình sang nồi nha. Quá xá nồi cháo luôn. Quá ngọt luôn. Hai muỗng cà phê hạt nêm. Hai muỗng bột ngọt rồi. Cho một ít nước mắm vô nè. Cho nó đậm đà nè. Cái này là mình nấu nó vừa thôi, chứ mình đừng có nấu mà nó đặc quá con ngon, mà nó lỏng quá con ngon. Chín nếm cho nó vừa không nha. Cắt lửa luôn. Húp cái miệng mà nó diêm cái nắp, nó ngọt quá trời ngọt. Giờ mình cho một ít đầu hành vô nè. Ít gốc hành vô. Chín đã thành công. Tèn 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 tèn. Đó, thế này chín tỉa bông hấp dẫn không cả nhà. Rồi hôm nay chín biết làm bông rồi đó chưa. Đó, cả nhà chờ chín giây lát. Dạ, dòng chín mời cả nhà. Hôm nay chín đổi món nha. Cháo thác lát hột vịt lộn. Đó. Lát nha cả nhà. Cháo thác lát tôm viên hột vịt lộn đó. Cái nồi cháo này ăn mát lắm nha cả nhà. Đây là hột vịt lộn, 20 trứng vịt lộn. Đây là cá kho thơm cà nước mía. Cháo ăn kèm rau má rau đắng. Bây giờ chính đập hột vịt vô nha. Anh bỏ rau má vô đi. Rau má vô, vô cái chén xong rồi múc cháo vô. Bỏ rau má vô cái chén. Nó nước này nó ngọt lắm nha này. Muỗng đâu? Này. Hộp vịt này là hộp vịt ốp mày tròn nha cả nhà. Đó. Đó. Lắm nha cả nhà. Cái này ăn bổ lắm nha cả nhà. Hột vịt này ăn bổ lắm. Ồ. Cái này chín luộc rồi nè. Ốp mày tròn luôn. Thôi, con chào ông bà ấy. Con qua đây nè, con qua đây nè, ông bà mới thấy con nè. Chào ông bà, hôm nay con đi chơi với bạn. Con chào ông bà, chơi giờ đi chơi với bạn đi con. Giúp con nãy đi học gì, con bỏ đâu? Mình là Oshimo. Đây. Ngoài nha con, vỗ cái cửa. Trời nóng nực quá, ăn cháo này cho nó bổ, cho nó thanh mát nè. Đó, tôm nè, thắt lát nè, chín viên là nè. Cho nãy ăn chén này, thôi nãy ngủ chim bao. Đó, miếng hành ngò nha.
Nghĩa Nga nước mắm tiêu này, đó chỉ làm nước mắm tiêu cho nó thơm tho xíu. Đó. Khó đã cả nhà. Trời đang chuyển mưa nhưng mà không biết có mưa nổi không nha cả nhà. Đó. Cái này ngon nhưng mà nóng lắm nha. Cái này hấp từ từ, hấp hỏng mỏ. À, chín mời vợ chồng, chín mời cả nhà nha. Cái đó, ngọt lắm luôn á. Ngọt. Đó. Bỏ vô nữa. Chín nấu rất là đậm đà nha cả nhà. Chín nấu gì lóc nấu cái nước dừa nữa. Chín hay xài nước dừa nấu nó đậm đà. Có ngủ khỏi được đúng không? Mình đây nè cả nhà, thế này chín đĩa bông không? Đó. Bông hồng á nha cả nhà. Cả nhà thấy nồi cháo này ngon, mai ra một vịt lộn thắt lát về nấu nha cả nhà. Thắt lát nó dài. Ăn cho nó bổ dưỡng. Ông trời ông đang lăn lu thùng đó, chuẩn bị hứng nước á. Ông trời ông đang đổ thùng á. Con mới cái mình lấy con, mình lấy lên. Con mới kiếm con. Ông trời ơi. Mình bỏ vô cái chai nè. Mình kiếm cái dây nào vậy xong. Con lấy đi con, con cá. Ông trời, cả nhà thấy biết sao mà 90 đốc ngồi bán mà còn ít đồ không cả nhà. Không phải là trời. Tại vì làm nhà, chưa có làm được cái gì tiện ra nhà, không có được cái gì chưa. Mà biết cái nhà biết sao không? Làm cái này nó làm biết rồi bắt đầu. Ừ. Biết giống. Anh chính bị đâu? Bán hàng nhận đến đâu? Mà cả nhà tôi ủng hộ cho kênh 90 lớp được khá khá rồi đó. 90 lớp có động lực và ra những cái nhiều cái clip hay hơn, đẹp mắt hơn. Coi như cái nhà có bình luận phía dưới cái nhà là cái gì cái nhà cái bình luận dưới rồi chính góp ý cho 90 lớp. Tại vì vợ chồng mình cũng mới ra nên nói chung ra cái gì cũng chưa có được hoàn chỉnh. Nên là mong cả nhà góp ý. Thì coi gì thì thấy mình có thiếu sót thì vợ chồng cải tạo lại, làm lại cho nó đẹp hơn, tốt hơn, dễ coi hơn. Nói chung ra vợ chồng cũng mới mẻ quá, cũng mới ra. Cho chính có động lực suy nghĩ ra những món độc lạ hơn, ngon hơn. Ủng hộ chín mươi lóc nha cả nhà. Chín còn những món độc lạ hơn nữa mà chín chưa cay đau nha. Mẹ nhanh kiếm cái dây đi, không là nó mưa luôn, mẹ khỏi kiếm cái dây luôn giờ. Để mày làm YouTube gấp đấy. Đợi xíu em. Còn chờ chút em. Không. Ê, mày đang quay mà. Nè, con ăn đây nè, đây nè, đây nè mày đút ăn. Con trồng đỏ phải không? Hay là con trứng? Con trồng trắng. Ok. Con trứng. Trứng. Trứng không có, cái này ấp mày tròn. Cái này trồng trắng. Ngon không? Con nói ngon quá ông bà ơi đi. Ngon ông bà ơi. Con qua đây con đứng với mẹ nè. Đứng với kế ông nào nè. Ngon quá ông bà ơi. Ngon quá ông bà ơi. Nè con. Cháu nội mà nó kêu bà nội bằng mẹ cơ mà. Kêu ông nội thì bằng ông nội, mà bà nội thì kêu bằng mẹ. Ăn cái nhà nấu thử cái món này, cái nhà nó ngọt thì cái nhà nó ngon. Ăn xong mày chín ngay đi. Ừ. Dịch mày làm gì cái xương. Này nhả vô đây. Hay quá. Hay quá.
Được không? Mình mấy hôm nay mình làm gì chứ? Ok. Đúng hết rồi. Anh ấy thất nghiệp rồi. Vậy là có mũi rồi cả nhà. Có mũi rồi. Con. Đừng. Con rồi cả nhà ơi. Vợ thì bán ế mà chồng thì thất nghiệp con rồi. Miếng hết rồi. Ăn nó cứ chút mới gắn được con cá, mới gắn được con cá bự. Đúng rồi. Vô. Vợ chồng chính tạm ngưng video. Cả nhà thấy bữa ăn hôm nay ngon thì cho chính xin một lượt đăng ký. Bên tay phải còn like là bên tay trái, phần bình luận bên dưới. Chính cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của chính. Chính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, đặt ngày. Bye bye.